Xin chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Bản tin thời tiết biển hôm nay xin dành toàn bộ thời lượng để cập nhật về cơn bão số 5 trên Biển Đông, có tên quốc tế là Côn Sơn. Hiện còn nhiều dự đoán về đường đi và cấp độ của bão, nhưng các chuyên gia đều có chung nhận định. Trong suốt thời gian hoạt động trên biển, bão số 5 sẽ đạt cường độ rất mạnh. Lúc 10 giờ sáng nay, ngày 10 tháng 9, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía nam của khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày mai, 11 tháng 9, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía Tây của khu vực quần đảo Hoàng Sa. Lúc này bão mạnh thêm một cấp, đạt mức cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, tức là gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, là từ vĩ tuyến 14 cho tới 18,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 109 đến 115 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Và đến 10 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Những giờ sau đó, bão tiếp tục giữ hướng di chuyển Tây Bắc, cường độ giảm cấp 7, cấp 8, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ 24 đến 48 giờ tới, tức là gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, là từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc và phía Tây của kinh tuyến 113 độ Kinh Đông. Tàu thuyền cần di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm này. Do ảnh hưởng của bão ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, sau tăng lên cấp 11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Từ đêm nay mùng 10 tháng 9, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 4 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Những thông tin về cơn bão số 5 sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị và bà con theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Bắc Bộ chỉ còn mưa rải rác vài nơi, sau đó giảm nhanh. Vì thế mà trên toàn khu vực, trời đã có nắng. Tuy mới là nắng nhẹ nhưng mà đến trưa chiều nay, cường độ nắng sẽ tăng hơn, nền nhiệt toàn khu vực cũng tăng lên, dao động trong khoảng 31 đến 33 độ, một số nơi đạt 34 độ, cảm giác hơi oi bức vào trưa chiều. Nằm trong xu thế thời tiết của khu vực thủ đô Hà Nội, từ sáng nay trời đã có nắng nhẹ và tạnh ráo. Đến trưa nay thì nắng sẽ mạnh hơn, cùng nền nhiệt cao nhất vào khoảng 33 đến 34 độ. Cộng với độ ẩm cao cho nên là cảm giác hơi oi bức. Đến tối và đêm nay khả năng mưa dông không nhiều, nếu có thì cũng chỉ là cục bộ vài nơi và cũng rất nhanh. Thành phố biển Đà Nẵng hôm nay cũng có nắng nhẹ từ sáng, nhưng thời tiết sẽ có biến động do lúc này rãnh thấp vắt ngang qua khu vực Trung Trung Bộ sẽ gây mưa rải rác cho thành phố. Nhưng thời gian mưa nhiều nhất sẽ là chiều tối nay. Do có mưa nhiều nên mức nhiệt cao nhất trưa nay chỉ vào khoảng 31 đến 32 độ. Về đêm trời mưa cùng nền nhiệt giảm chỉ còn khoảng 25 đến 26 độ. Đáng lưu ý là từ ngày mai 11 cho tới ngày 13 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu bão sẽ khiến cho khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa ở Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến trong khoảng 200 đến 300mm cả đợt, có nơi trên 350mm. Ở Quảng Nam đến Quảng Ngãi phổ biến từ 100 đến 200mm cả đợt, có nơi trên 200mm. Sau đó thì vùng mưa lớn sẽ dịch chuyển dần lên khu vực Bắc Trung Bộ. Vì vậy, ngay từ bây giờ, quý vị cần hết sức đề phòng.
Lui xuống phía Nam do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, cho nên ngày và đêm nay mùng 10 tháng 9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 30-50mm trong 24 giờ, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa dồn dập từ chiều tối cho đến đêm nay. Trong xu thế này, Thành phố Hồ Chí Minh dự báo hôm nay cũng sẽ có mưa, cục bộ có lúc mưa dồn dập, có thể đi kèm với dông sét và gió giật mạnh. Vì vậy quý vị nên đề phòng. Mức nhiệt trên thành phố hôm nay vẫn khá dễ chịu, dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ. Kết lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.